Tú Bi xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình xin chia sẻ với mọi người trải nghiệm của bản thân về điện thoại Xiaomi Redmi 5A, chiếc điện thoại đã tạo ra siêu bão trên thị trường điện thoại thời gian qua. Redmi 5A được nhắc đến với những cách gọi như bá chủ smartphone phân khúc phổ thông hay smartphone quốc dân. Đã có quá nhiều video về con điện thoại này rồi, nhưng hôm nay mình sẽ vẫn chia sẻ cảm nhận với tư cách người dùng. Mình không dành nhiều về công nghệ, vì vậy chỉ đưa ra những cảm nhận thực của cá nhân qua quá trình trải nghiệm thực tế. Mời mọi người cùng thử nghe và góp ý. Đầu tiên, ta cùng điểm qua vài thông tin về cấu hình được công bố của hãng. Redmi 5A thuộc dòng smartphone giá rẻ của Xiaomi với cấu hình khá ngon, ổn định, cấu hình mạnh mẽ so với các đối thủ trong tầm giá với RAM 2GB và bộ nhớ trong 16GB. Với thiết kế nguyên khối, ngoại hình quen thuộc, mỏng nhẹ, cầm vừa tay, dễ dàng thao tác và sử dụng trên một tay. Vỏ bằng nhựa được sơn giả kim tạo vẻ sang trọng cứng cáp. Các góc và cạnh của Redmi 5A được bo cong mềm mại cho cảm giác cầm trong tay thoải mái, gọn gàng và dễ chịu. Redmi 5A có màn hình 5 inch nhỏ gọn, độ phân giải HD khá sắc và cho góc nhìn tốt. Tuy nhiên, đối với các phiên bản sáng màu thì hơi rõ viền màn hình. Redmi 5A có pin tốt, thời gian sử dụng dài, có chế độ tiết kiệm pin tối ưu với mức độ sử dụng trung bình thì được khoảng 2 ngày. Với con chip tiết kiệm điện và màn hình chỉ ở mức độ HD, vì thế mà ta sẽ có thời gian sử dụng pin tốt hơn. Đối với Redmi 5A, nếu chưa quen thì sử dụng ứng dụng trên 5A sẽ không quen thuộc như những điện thoại Android khác. 5A còn cung cấp một số tùy biến và ứng dụng thường thấy ở những điện thoại cao cấp như hồng ngoại này, chia màn hình ở chế độ đa cửa sổ, sử dụng song song nhiều ứng dụng chẳng hạn. Camera 13 chấm cho ra những bức ảnh khá tốt khi chụp đủ sáng với các giao diện cơ bản, nhiều chế độ chụp ảnh giúp ta dễ dàng sử dụng. Chất lượng ảnh tốt hơn ta nghĩ, và để kiểm tra thì hãy thử chuyển ảnh sang điện thoại khác hoặc máy tính để kiểm chứng, vì màn hình hiển thị của Redmi 5A chỉ ở HD, không hiển thị hết được chất lượng của ảnh. Với chế độ HDR thì lưu ảnh chậm, cần hạn chế rung tay khi chụp. Nếu không có kỹ thuật chụp ảnh hay có thói quen chụp choẹt thì ảnh bằng HDR không thấy khác nhiều so với chế độ tự động. Mình chia sẻ một vài bức ảnh ở hai chế độ để các bạn thử xem có phát hiện ra bức nào sử dụng HDR, bức nào không sử dụng nhé. Như vậy thì dù quay phim hay chụp ảnh thì cũng cần phải đủ ánh sáng thì ta mới có những thành quả lý được. Vì vậy mà chúng ta cũng cần phải lưu ý. Như vậy, Redmi 5A có cấu hình tốt, màn hình đẹp, pin trâu, bảo hành dài, giá rẻ không có đối thủ. Khi dùng thì cần tắt các ứng dụng chạy nền hoặc giới hạn 1-2 app thôi thì sẽ mượt hơn. Đối với RAM 2GB thì Redmi 5A sẽ có RAM chống khoảng trên 500MB nên cứ yên tâm sử dụng. Camera thì chụp đẹp trong tầm giá và còn nhiều chức năng hữu ích khác nữa trên Redmi 5A. Các bạn thấy sao về Redmi 5A? Có những ý kiến gì về Redmi 5A? Mời các bạn cùng chia sẻ ở phần comment. Xin chào và hẹn gặp lại!